Vâng, xin chào bác, chào anh em. Đó, quay trở lại với kênh Quyết Audio nhé. Ngày hôm nay thì em có một mẫu đẩy đến từ thương hiệu Adly. Cái này thì cũng đủ, cũng bán ra nhiều rồi mà lười quá chưa quay video cho bác được. Các bác yêu cầu khá là nhiều quay cái mẫu đẩy 4 kênh này. Mẫu đẩy 4 kênh công suất 600W một kênh để cho các bác có thể sử dụng ở gia đình. Các bác đánh một cặp loa full và một con súp hơi, có cục kênh đánh thoải mái nhé. Nhiều anh em thì có hỏi em này, tâm lý là con ít kênh hơn thì rẻ hơn là con nhiều kênh hơn, tâm lý thường là anh em thế. Nhưng em chia sẻ với bác nhé, nếu như các bác mà lấy một dòng đẩy 3 kênh và đẩy 4 kênh chính là, thì nếu mà chất lượng nó ngang ngang nhau ấy, mà đây đang so sánh ở hàng hãng chẳng hạn, nếu mà chất lượng tiếng mà tương đương nhau thì gần như là nó không chênh nhau bao nhiêu cả đâu. Đấy, vì nó có chênh thì là chênh ở cái phần giá linh kiện nhiều ít hơn, mà cái phần đấy thì nó không đáng bao nhiêu cả. Nên các bác cứ chọn 4 kênh cho em mà dùng. Đôi khi là các bác chán là các bác sử dụng súp ở một con đẩy riêng biệt thì nó sẽ hay hơn nè. Còn các bác để 4 kênh, các bác chạy cho hai cặp loa khác nhau, chạy riêng biệt ra thì nó sẽ hay hơn. Đây, bây giờ thì em sẽ mở cái em đẩy ra cho bác anh em nhé. Hàng nguyên thùng luôn. Model của em nó là Adly A4600. Cái mẫu này thì đã nhiều anh em cũng đã lấy rồi. Các bác nào mà đã sử dụng cái dòng này thì các bác nhớ bình luận phía bên dưới cho cảm nhận cho anh em sau nhé. Đây, bây giờ em sẽ mở ra hàng nguyên thùng luôn. Bác đợi một chút. Đẩy của Adly thì các bác biết rồi, kiểu gì nữa, ông này cũng sẽ là hai thùng chắc chắn luôn. Đấy, dòng đẩy 4 kênh, thùng trong thùng ngoài nữa, đóng gói cẩn thận, đôi khi nó bị hơi đau lưng một tí. Ở đầu này nó có cái rim lúc nhé, nhiều anh em bảo sao lại cắt hết cái dây ni lông ra rồi không xé lên được. Video khá dài, anh em đang xem thì nhớ cho chị vũ like các bác nhá. Bây giờ nó mở đây, đây đầu tiên là cái kiện tách bên trong khá lắm rồi. Ok, các thùng vào đây nhé. Quay cho bác xem. Đấy, em vừa cắm em cái điện vào là được. Đây các bác nhá, các bác nhìn này. Với dòng A này thì chắc các bác là khá là quen thuộc ở với những cái con mẫu đẩy trước mà em đã quảng cáo cho và quay cho bác rồi. Những mẫu một 600W, 800W hay là 1000W một kênh, hay một nghìn những con như là con 4 kênh 1000W trước đó mà em đã quay cho bác anh em. Đấy. Có dơ le chống chập các bác nhá. Có chống chập, chạy cực kỳ êm ái. Chạy sò san ken nên tiếng rất hay. Những cái dòng đẩy thì các bác có 3 dòng sò phổ thông mà anh em đang sử dụng ở trên thị trường, đó là Toshiba, LJB kép và san ken. Nếu anh em tìm hiểu đấy thì san ken thì tiếng đưa ra tiếng để đánh hoa thì vẫn hay nhất rồi. Và tất nhiên thì hay nhất thì giá của cái sò san ken so với hai dòng sò trước thì nó sẽ là đắt hơn. Đấy. Một con đẩy Adly, chắc Adly phải không phải nói quá nhiều về chất lượng của Adly rồi. 2 năm gần đây thì những dòng này đã được khẳng định trên thị trường. Model chính xác của nó là Adly A460 Blast, bản có thể gọi là bản 2023 được rồi. Thời điểm này thường thì đã chuyển sang bản 2023. Anh em gọi sớm như thế. Màn hình đây các bác này. Đấy, tình kênh này. Phía sau nhá, em sẽ quay phía sau cho bác. Đây là mặt trước của nó. Đây cái màn hình, quay kỹ màn hình hơn bác. Có hiển thị này. Đầu vào này, đấy, nó còn các bác chọn sang cả đầu vào đây, nhiệt độ từng kênh. Đây là đi quay này thì nó sẽ nhìn hơi mờ mờ một chút, nhưng các bác nhìn trực tiếp mắt thường thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy, quay hơi nhích về phía sau để quay được rồi. Ok, đây là phía sau các bác nhé. Đây các bác, đây là hai quạt tản nhiệt này. Đấy. Đây là các cổng, nó có cổng đầu vào thì bằng ca lông đi rồi,
Đó, nhìn cổng cá lông đây, cá lông vào và công có cả cổng linh sang luôn. Những con đẩy 4 kênh thường sẽ có cổng linh sang để cho bác làm sự kiện hoặc là anh em sử dụng nhiều đẩy với nhau. Đây là giắc cài này. Đấy, giắc cài, giắc lêu chích. Cái này có thể gục kênh, có 3 chế độ gục kênh. Các anh nhìn ở đây nhá, nếu mà gục kênh á, gục kênh thì nó sẽ có các nút gạt này. Đấy. Các anh nhìn đây này, gạt lên thì nó đã gạt hết xuống này, là chạy studio. Có cổng 1 2 này. 1 2 này các bác gạt lên. Các gạt lên hai cổng này chạy là ba la này, panel. Còn các bác mà gạt hai cái cổng 1 2 xuống và cổng gạt cổng số 3 lên. Đấy thì nó sẽ là chạy gục kênh. Cái này thì nếu mà anh em quay kỹ hơn, đấy khi để gạt hết xuống này là chạy studio nhá. Hay các anh em gọi sister đấy. Còn gạt hai cần 1 2 lên để nguyên tất cả cần bên dưới và gạt hai cần 1 2 lên là chạy para này. Đấy, của ký hiệu rất rõ ràng, cực kỳ đơn giản, dễ sử dụng nhé. Còn khi mà các bác gạt hết xuống này, đấy, gạt hết xuống và chỉ có cổng 3 gạt lên thôi. Đấy, cái 3 gạt lên, đây này chạy Prime, cục kênh nhân đôi công suất. Để hàng chính hãng của Honey. Các bác bảo nhìn lý do sao mà quay quay cái hàng chính hãng mà thấy bảo có tem mác mà đến lúc quay hàng mới ra khui ra chả thấy tem mác gì cả. Thì em xin thưa là đơn vị phân phối như bên em thì sẽ là tự dán tem cào các bác nhé. Còn tất nhiên thì hãng người ta có tem niêm phong của người ta rồi. Đấy, có tem cái này tem niêm phong đầy đủ hết rồi. Nên là không thể ông nào thích làm gì nào được đâu. Người ta chỉ đưa cái tem cào và tem logo để cho bên nhà phân phối tự dán thôi. Đó. Giá thì em sẽ để trực tiếp trên phần tiêu đề cho bác các anh em tiện theo dõi. Một dòng đẩy 4 kênh Adni chạy sò san kem. Và nhiều anh em hỏi thì nguồn gì mà chắc chắn 100% là nguồn đồng các bác nhé. Và có chống chập thì các bác yên tâm. Anh em đang xem video thế hay thì nhớ cho em xin một nút like và đăng ký kênh. Các bác nào có nhu cầu về sản phẩm này hoặc có nhu cầu đổi các nâng cấp từ những con đẩy công suất nhỏ con 2 kênh đến 4 kênh này thì các bác liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn các bác, xin cảm ơn anh em.